Sau hơn 25 năm, vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, 80% cử tri Miến Điện được tham gia cuộc bầu cử mà theo họ là cơ hội để họ có được nền dân chủ thật sự. Chỉ một ngày sau cuộc bầu cử, Đảng cầm quyền thừa nhận thất bại trước Đảng đối lập Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi. Những người Việt Nam quan tâm đã lên mạng bày tỏ chia sẻ niềm vui với người dân Myanmar. Họ mong sao một ngày gần nhất, dân chúng Việt Nam có thể được tự do đi bầu cử để chọn ra những người có đủ đức, đủ tài, giúp xây dựng, phát triển đất nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết những cảm nghĩ của anh về kết quả của cuộc bầu cử tự do diễn ra ở Miến Điện. Trước tiên là rất là vui mừng, và tôi cảm thấy vui mừng và xúc động để khi cảm giác như là nước mắt mình có thể trào ra khi mà Myanmar có cho và đồng thời Đảng đối lập đã giành thắng lợi đó, thì mình mừng cho họ một phần, nhưng mà mình cũng đã đất nước của mình thì cũng rất là buồn tủi, bởi vì hai nước đều nằm trong khu vực Đông Nam Á, đều là thành viên của ASEAN. Trong khi đó trình độ phát triển của Myanmar thấp hơn Việt Nam rất là nhiều. Họ cũng đã bị cai trị một chế độ quân sự đến hơn nửa thế kỷ, nhưng mà với sự đấu tranh rất là kiên cường dũng cảm người dân thì đến nay họ đã gặt hái được quả đông. Chị Huỳnh Thục Vi thuộc Hội Bảo vệ Phụ nữ Nhân quyền ở Việt Nam tiếp lời. Như là mình vui mừng thay cho họ. Anh cựu tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương, người đã từng bị tù hơn 3 năm vì giải chuyển đơn phản đối cuộc bầu cử tại Việt Nam năm 2011, cho biết lý do mà anh giải chuyển đơn. Tôi tham gia cuộc giải chuyển đơn tại cái bầu cử năm 2011 là rất nhiều lý do. Do thứ nhất đó, tôi không chấp nhận một cái nền độc tài đảng trị. Chúng tôi cần một đất nước là đa nguyên đa đảng để quyền của người là được nâng cao hơn và người dân được tôn trọng hơn. Và thứ hai là để một đất nước phát triển thì cần phải có đa đảng, để qua đó là kinh tế không thể được quyền được. Còn theo lịch sử vài chục năm qua đi, Đảng Cộng sản Việt Nam là đã làm cho đất nước càng ngày càng lùi lại so với như Lào hay các nước Campuchia. Cho nên là chúng tôi là không mong muốn gì một đất nước mà độc đảng như thế. Cho nên là tôi cũng như các anh em là tổ chức trên đó bầu cử để đòi lại các quyền lợi của mình, để đòi lại cái nguyện vọng, cái tiếng nói của mình nhằm để thể hiện cái chính kiến của mình là mong muốn đất nước càng ngày càng phát triển và đổi thay và sống còn để được đất sai. Bên cạnh những người luôn đấu tranh cho vận mệnh của đất nước, thì cũng có những người nông dân, họ chỉ biết làm ăn và không biết tin tức gì, và nên họ không để ý. Một người nông dân ở Nghệ An cho biết. Quanh năm tôi chỉ biết làm ruộng mà thôi, nên những tin tức đó tôi cũng chẳng được gì, mà cũng không thấy TV đưa tin, nên tôi không biết. Còn đất nước Miền Điện được bầu cử tự do đó là việc của họ, không liên quan đến mình. Nhìn thấy cuộc bầu cử tự do ở Miến Điện thì nhiều người đấu tranh dân chủ họ đều vui mừng. Tuy nhiên khi nói đến tình hình Việt Nam để có một cuộc bầu cử tự do thì mọi người đều rất bi quan. Anh Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ. Việt Nam là những người dân vô cảm như thế này. Nhưng chính phủ được nói trước, nói rằng này làm bằng kia hiện nay thì có lẽ còn rất là lâu. Chị Huỳnh Thục Vi tiếp lời. Thực ra những chuyện như vậy chị rất là dè dặt khi nói, cho là còn lâu và cái nỗ lực của những người đấu tranh cũng như nỗ lực của toàn chính sự Miến Điện nó không giống với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tại vì chính quyền Cộng sản Miến Điện họ không phụ thuộc vào Trung Quốc, còn chính quyền Cộng sản Việt Nam thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, chị nghĩ rằng cái cuộc chuyển tiếp dân chủ ở Miến Điện nó có sự góp tay của người Mỹ vào, người Mỹ đứng ra dàn xếp cho cái thỏa thuận nó, cho cái sự thương lượng nó, cho cái sự đổi mới đó. Chứ không phải chỉ có hai bên giữa đảng của bà Aung San Suu Kyi và chính quyền quân sự Miến Điện có thể nói chuyện được với nhau đâu. Theo luật sư Nguyễn Văn Đài, thì cuộc bầu cử tự do diễn ra ở Miến Điện có ảnh hưởng rất lớn đến người dân Việt Nam, và luật sư hy vọng trong một ngày không xa thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ có cuộc bầu cử tự do như vậy. Còn chúng ta biết rằng là nếu quý vị theo dõi trên mạng thì thấy rằng là cái phản ứng của Việt Nam rất là tích cực, khi ủng hộ cái nền dân chủ ở Myanmar, kể cả cái báo chí của nhà nước thì họ cũng dành những cái thời lượng hay là dành những cái rất nhiều những bài viết, những cái thông tin về cuộc bầu cử ở Myanmar. Thì chúng ta thấy rằng là không chỉ những người đấu tranh cho cái dân chủ Việt Nam quan tâm đến cuộc bầu cử này, mà kể cả những cái báo chí của Đảng Cộng sản họ cũng rất là quan tâm. Thế thì một cái sự so sánh một cái như vậy thì nó sẽ tác động đến cái tâm lý người dân. Người ta nói là tại sao cùng là người dân Đông Nam Á với nhau, cùng là thành viên ASEAN với nhau, tại sao người dân Việt Nam có thể làm được đó, mà tại sao người dân Việt Nam thì không thể làm được đấy?
chắn câu hỏi đó sẽ gợi mở rất nhiều người để khơi dậy cái lòng yêu nước của họ cũng như là cái tinh thần dấn thân cho đấu tranh dân chủ. Và chắc chắn rằng là tôi tin rằng là với cái hiệu ứng từ Myanmar nó sẽ tác động đến không chỉ cho phong trào chủ dân nước cũng như là toàn thể người dân, mà tôi tin rằng là sẽ có các tổ chức quân sự cũng như là các tổ chức chính trị ở Việt Nam cũng sẽ nhìn suy nghĩ và học hỏi những kinh nghiệm từ Myanmar để có thể giúp cho cái phong trào Việt Nam lớn mạnh. Là tôi tin rằng là một ngày không xa thì Việt Nam chắc chắn nó cũng sẽ được gọi bầu cử to như Myanmar. Qua theo dõi cuộc bầu cử tại Myanmar vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, một số người Việt Nam trong nước nhắc lại việc vào năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng cho biết ông khuyên chính quyền Miến Điện lúc bấy giờ là tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả đảng phái, qua đó để sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước. Thực tế cho thấy Miến Điện vừa làm được điều như thế. Trong khi đó, nhiều người dân tại Việt Nam bức xúc, không biết khi nào mới có bầu cử tự do với sự cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái khác nhau trên dải đất hình chữ S thân yêu của họ.